Nâng cao cấp độ phòng dịch ở đợt giãn cách thứ hai, các lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các xã phường trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử phạt nghiêm mọi trường hợp ra đường mà không thực sự cần thiết. Những ngày giãn cách phòng dịch, đại bộ phận người dân tại thành phố Vũng Tàu nghiêm túc chấp hành các quy định giãn cách và thành phố Vũng Tàu hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ người dân chưa chấp hành những quy định giãn cách phòng dịch. Và tính từ ngày 14 tháng 7 đến 18 giờ chiều nay, 3 tháng 8, lực lượng chức năng thành phố đã lập biên bản xử phạt trên 1.350 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu yêu cầu các lực lượng chức năng, các phường, xã tăng cường hơn nữa kiểm tra, tuần tra, chốt chặn, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Và hiện nay thì tình trạng người dân đi ra đường tập thể dục thì cũng đã hạn chế, và gần như là trong những ngày 2-3 ngày gần trở lại đây thì đã gần như không còn tình trạng này. Phát huy tối đa vai trò tự quản phòng chống dịch tại cơ sở, toàn thành phố hiện có 1.300 chốt trực ở những khu vực bị phong tỏa, những vùng xanh. Bây giờ các chi hội phải thường trực đầy đủ là một. Thứ hai là mình kiểm tra đúng cái quy định của nhà nước. Đó, thì mới giữ được cái sơ đảm bảo được cái giữ được cái dịch phòng dịch cái COVID này. Thành ủy Vũng Tàu đã ban hành công văn số 806 gửi các đảng ủy phường, xã, trong đó có nội dung cán bộ công chức viên chức, người lao động nào vi phạm quy định phòng dịch sẽ có hình thức xử lý theo quy định.